Mọi người để ý là con Genelec này thì nó khác một xíu này. Genelec này cái dòng 8351 này á, nó sẽ là dòng kiểu đồng trục. Chiếc bát nó chung một đường thẳng nha mọi người. Mọi người để ý ha. Với lại cái bát của nó sẽ là bát hình oval. Nó tương tự như con sub bên bow á, nó sẽ hình oval. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiếu Audio. Mình là Khánh, thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai combo loa kèm mâm mà bên mình chuẩn bị lắp đặt giao cho khách. Thì hai cái này nó đến từ hai thương hiệu khác nhau. Một dòng là con Genelec đến từ Phần Lan ha. Một dòng là KRK. KRK thì nổi tiếng quá rồi, mà ai cũng biết rồi. Thì mình cũng không muốn giới thiệu nhiều. Mã của con KRK này là dòng 5G4 ha mọi người ha. Còn Genelec là dòng 8351. Sau đây thì mình sẽ khui thùng con Genelec ra và con KRK ra cho mọi người xem. Ok, sau khi khui thùng đây thì mình trước mặt mọi người đây ha. Dòng Rokic 5G4 và dòng Genelec 8351. Nói chung là hai dòng này thì đều là những dòng loa kiểm âm dành cho những anh em nào về producer nè, về phá âm vũ khí nè, mà muốn test lại chất âm của cái bản nhạc của mình thì sẽ sử dụng những cặp loa như thế này. Đó, thì hai con này sẽ ở hai phân khúc giá hoàn toàn khác nhau nha mọi người. Cái KRK 5G4 này thì nó sẽ dành cho những người nào mà mới tập chơi rồi mới sử dụng để vào làm nghề á, thì dòng này nó chỉ tầm khoảng 10 triệu một cặp thôi. Còn đây là cái dòng gần như là cao cấp nhất rồi. Cao cấp hơn xíu nữa là có dòng 8361 thôi. Là nó bự hơn xíu nữa. Còn đây là 8351. 8351 này là 8351B nha mọi người. Có nghĩa là sẽ là mới nhất và phiên bản B nó mới có cái màu đen này. Còn phiên bản A thì nó sẽ chỉ có màu trắng, màu xám thôi nha mọi người. Mọi người mua hàng lưu ý ha. Vì cái series của Genelec á thì cái đuôi phía sau á, chữ A, B, C, D mọi người để ý ha. Thì càng phía sau á, có nghĩa là càng dụ như A, A sẽ là đầu tiên, B sẽ là thứ hai, đời thứ hai, C sẽ là đời thứ ba. Thì có những dòng loa nó sẽ đến đời 4 rồi, là dòng D, như kiểu là 8020D. Nó sẽ đến dòng 4 rồi. Còn ví dụ như 8351 này thì nó sẽ đã đến đời 2 rồi, đó là 8351B. Còn cao hơn nữa thì 8361 thì nó mới ra đời đầu tiên thôi, thì nó sẽ là 8361A. Nên là mọi người hay thắc mắc là tại sao lại cái đuôi như sau đó thì nó sẽ khác như gì. Thì mình tiện video clip thì mình sẽ giải thích cho mọi người luôn. Ok, về chi tiết từng con thì bạn có phim có thể quay đây. Bạn có thể quay sát vô cho mọi người thấy được lỗ hơi ở dưới này mọi người. Đó, màng loa nó có cái đường vân kiểu như vân vải này, khá là đẹp nha mọi người. Chép cũng vậy. Rồi, đây những dòng này là những dòng ATI hết. Kiểm âm thì nó thường là ATI ha. Thì nó sẽ có một ngõ ba lăng input đầu vào. Và đây một cái volume. Knob. Cắm điện vô. Rồi cắm máy lại giờ xong. Đó, thì một cái dòng loa kiểm âm cơ bản nó sẽ như thế này thôi, là những dòng ATI này kia cắm nhạc vô. Thì nhạc sẽ thường là mọi người sẽ đưa qua một con sao cạc gì đó, mọi người cắm vô đây là xong ha. Rồi, đó là cái dòng KRK. Còn cái dòng Genelec này thì sao? Đó. Mọi người để ý này, con Genelec này thì nó khác một xíu này. Genelec này cái dòng 8351 này á, nó sẽ là dòng kiểu đồng trục. Chép bát nó chung một đường thẳng nha mọi người. Mọi người để ý ha. Với lại cái bát của nó sẽ là bát hình oval. Nó tương tự như con sub bên bow á, nó sẽ hình oval. Đây bạn quay phim, bạn quay sát cái mép này cho mọi người thấy cái gân loa này. Đó, mọi người thấy không? Trong này là cái gân loa này. Đó. Ok ha. Là trong nó sẽ cái hình bát oval nó như thế này. Đó, còn chép nó ngay trên giữa luôn. Rồi, ok. Ở đây thì nó có một cái đèn là hiển thị khi nào mà có nguồn vô á, nó sẽ sáng lên nha mọi người. Đó. Rồi đó, tổng quan là như vậy. Còn phía sau đây, phía sau con này nó sẽ có họng hơi phía sau, nó khác cái con KRK nha mọi người. Cái họng hơi phía sau này thì nó có tác dụng gì? Cái họng hơi phía sau này nó sẽ làm cho cái tiếng bass nó dày hơn, nó sẽ cộng hưởng với tường nếu mọi người để sát tường. Nó sẽ tạo ra tiếng bass dày hơn nha mọi người. Rồi phía sau này thì có nút nguồn nè, rồi nút tăng giảm gain đầu vào input DBU nè, và một số các phím chức năng ở trên đây. Thì cái này nó sẽ có hướng dẫn chi tiết ở đây, thì mọi người có thể đọc và mọi người làm theo. Còn nếu mọi người không rõ gì thì khi mọi người mua sản phẩm và lắp đặt thì bên Thiên Vũ sẽ hỗ trợ tune và hỗ trợ chỉnh setup cho mọi người ha, mọi người yên tâm.
Rồi ngoài ra khi mọi người mua cái con Gen X này á, bởi vì dòng này là dòng Smart nha mọi người, dòng Smart nên là bắt buộc phải là tun. Tun thì mọi người cần một cái bộ tun như thế này. Nó sẽ gồm một cái micro, gồm dây micro và một cái bộ căn chỉnh. Đó, ví dụ mình cắm mic vô là mình hát, mình sử dụng thôi. Đó, mình cắm vô là mình tun, mình đo trên phần mềm nha mọi người. Thì nếu mọi người mua cái model Cherry từ con 8351 trở lên đến 8361, nếu mọi người mua hàng Thiên Vũ thì mọi người sẽ được free hoàn toàn một cái bộ như này. Một bộ như này giá nó sẽ tầm khoảng 10 triệu nha mọi người. À, còn mọi người mua cái dòng 8341 trở xuống á thì mọi người được mua ưu đãi cái bộ này với giá 5 triệu, 58%. Còn từ 8331 trở đi thì mọi người phải mua đúng giá thôi, không có hỗ trợ gì hết. Đó. Thì chương trình này thì được áp dụng khi các bạn mua hàng tại Thiên Vũ. Ok ha. Rồi. Cái này thì mọi người nếu mọi người không biết cách sử dụng thì bên Thiên Vũ, nếu mọi người mua hàng Thiên Vũ thì Thiên Vũ cũng hỗ trợ căn chỉnh tun tại nhà, trong không gian của lắp đặt của mọi người luôn ha. Đương nhiên sẽ hỗ trợ trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi, còn các khu vực tỉnh thì sẽ có một chút phí di chuyển một xíu. À mọi người, vừa rồi thì mình vừa mới review sơ và cũng khui thùng cho mọi người coi hai cái dòng sản phẩm loa kiểm âm dành cho các producer rồi những người làm nhạc. Nếu mọi người thấy clip này hay thì mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Còn nếu mọi người có thắc mắc gì về hai dòng sản phẩm này thì mọi người có thể gọi điện đến cho Thiên Vũ hoặc là mọi người hãy comment phía dưới để mình có thể trả lời. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.